Đây rồi, nó lưu được nhá. Thì các bạn sẽ nộp lại cho tôi các cái đường dẫn của các bạn, là những cái bài các bạn đã làm nhá. Đấy, thì tôi sẽ bây giờ tôi sẽ mở ra cái phần lab 1 này để cho chúng ta làm. Đây, tôi sẽ tạo ra bài bài tập mới. Thế ơi, em mở Copen rồi, bây giờ vào đâu để mở cái phần Mở cái này ra đúng không? không Rồi, ạ? ok đây. Làm lại này. Codepen.io này. Pen.io. Được chưa? Xong bây giờ em vào cái pen này. Em không thấy có pen cả, có mất pick với cả Đăng create nhập đúng chưa? không? Đã đăng nhập chưa? Đăng nhập vào trong này rồi. Em đã nhầm vào trong này rồi. Em ấy đã nhầm lần đầu thôi mà. Share screen ra đây, nhanh lên. Vâng ạ. Ông có nhìn thấy cái login gì không? À. Đăng nhập vào bằng GitHub ấy. Ông có tài khoản GitHub không? Dạ. Ông có tài khoản GitHub không? À, không có ạ. Không có thì mày lấy cái gì mày login vào đây? Không rồi, đăng nhập vào Facebook được. Dạ. Bật to loa đây, đăng nhập bằng Facebook cũng được. Em xin lỗi ạ, à, ngoài kia đang phát thanh cho nên là không nghe thấy được gì to đâu ạ. À. Ai nghe đâu. Em mà âm lượng to nhất rồi mà. Ai nghe đâu. Em không có tai nghe đâu ạ. Ừ, được rồi, thì thấy phần chat không? Đăng nhập bằng Facebook đi. Đó là cái Facebook ạ. Vâng, thưa bố, bố làm nhanh lên giúp con. À, ngoài ạ. Thôi rồi, thế về tí nữa tôi sẽ hướng dẫn bạn riêng sau nha Dũng nha. Tí nữa học xong nhớ tìm tôi nha. Nghe chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi cho các bạn cái bài để các bạn nộp bài bài lab 1. Thầy có phải vứt JS vào một bên, vứt CSS một bên vứt ấy không? Không biết làm nào cứ ra đúng output là được. Ok thầy. Không quan tâm các bạn làm như nào. Viết thẳng code JS vào trong file HTML cũng được, hay là em tách file cũng được, tùy các em. Quên tôi chưa xem màn hình. Này deadline là sẽ là tối nay nhá, à tối ngày mai. Được chưa? Không thì tối nay đi, cho nó làm cho nó nhanh. Tất cả các bài ở đây. Từ bài 1 bài 8. Nha. Bài đi. Có 6 bài thôi mà. Có 6 bài thôi mà. Làm lúc rồi xong
Nhưng mà sao lại thầy bảo từ 31 đến 38? Nói nhầm. Thôi cứ cho Hay tối mười mai thoải mái bốn, nay là ngày mười, đây rồi rồi, thế 16 nhá. Đấy, thoải mái rồi đấy. Ok chưa? Đấy, các bạn nộp đấy nhé. thầy. Cái giáo ở lớp này có tận 48 đứa là như nào nhỉ? Đấy, sai sai. Rồi ok. Tạm thời thế, hôm nay chúng ta sẽ nốt cái phần slide 1 này về cái việc xử lý ngày tháng năm. Nó không có quá nhiều thứ đâu. Chúng ta sẽ đi nhanh thôi. Thì ở đây chúng ta ở trong JavaScript, ở trên trường quay. Đó, thằng nào đã quay rồi đây. Trong JavaScript của chúng ta ấy, nó có các cái API, tức là những cái hàm built-in để chúng ta giống giống như lúc nãy các cái hàm giống như hôm trước các cái hàm xử lý mảng thì nó có sẵn những cái hàm để giúp chúng ta xử lý một cách nhanh chóng hơn. Thì với ngày tháng năm chúng ta cũng có những cái hàm như vậy và một cái object như vậy. Ví dụ như ở trong cái JavaScript này các em sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một cái ví dụ này. Chúng tôi ta có time object và time object bằng new date. Thì có nhìn thấy cái new date được can thiệp không? Cái new date này nó chính là tạo ra một cái instance mới, đúng không? Thì ở trong code PHP của em cũng thế, mà bây giờ code JavaScript nó cũng vậy. Được chưa? Kem lốc thẳng nó tham thì nó sẽ ra là ngày tháng năm tại thời điểm mà của chúng ta đang xử lý. Tuy nhiên cái thời gian này ấy, thì là nó lấy lại thời gian là của trình duyệt nhá. Tức là của máy các em đang để bao nhiêu thì nó sẽ chính là như vậy. Được chưa? Đây chúng ta thử này. Đây chúng ta có đây, bật con sổ lên này. Và time và current time và now đi bằng new date là cái nào. Cái object date này. Đây nó trả cho object date này. Nhưng mà nãy tôi lốc rồi cái gì nhỉ? Nhưng mà đây nó đang không không trả ra đúng rồi. Ở trên code pen này nó đang ra cái date gì? Không bung ra được. Đây nó ra cái ngày tháng năm tại cái máy tính của chúng ta ấy. Được chưa? Nó lấy thời gian của trình duyệt luôn các em nhé. Đấy, do đó là chúng ta thay đổi thời gian ở trên máy tính của mình thì nó cũng sẽ thay đổi luôn. Chúng ta lưu ý cái việc này. Tiếp theo là chúng ta có thể chuyển đổi cái thời gian của chúng ta ấy, nó sang dạng mili giây, hoặc là chuyển đổi thời gian dựa vào cái chuỗi thời gian. Ví dụ các em nhìn đây, nhìn thấy cái này chẳng hạn. Đây là ví dụ tôi viết là ngày ngày sinh của tôi này, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1991 thì tôi đẻ vào ngày chủ nhật. Đấy, thì là cái tính từ cái thời điểm mà tôi sinh ra cho đến bây giờ thì cái tính từ năm 1970 cho đến cái thời điểm mà tôi sinh ra ấy, thì là cái thời gian nó bằng này. Là tính đây là tính mili giây nhá, mili giây mỗi một giây thì bằng 1000 mili giây. Đấy thì kem cứ quy đổi ra như vậy. Thì tức là nếu mà chúng ta có đơn vị mili giây, chúng ta muốn chuyển đổi thành dạng ngày tháng năm thì chúng ta cứ việc là phang cái mili giây vào trong cái object new date này là được. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta chuyển đổi sang thông qua cái stream, cái thời gian thì ở đây vẫn là năm, tháng và ngày. Thì chúng ta chuyển đổi ra thì nó cũng giá trị là tương tự. Ví dụ ở đây tôi sẽ viết là new date bằng ngày 1990 trừ 01 trừ 15 tháng 1 năm 1990. Được chưa? Thì output nó ra cái gì? Đây, output nó ra đây. Nó là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 1990 vào 7 giờ. Được chưa? Nó tính mốc thời gian là 7 giờ. 7 giờ sáng. Thì nó sẽ ra cái object này cho chúng ta. Được chưa? Đấy là một vài cái chúng ta có thể làm với cái đối tượng là date, new date này.
Dạ, hoặc là chúng ta có thể làm với cách thứ ba là chúng ta truyền vào đây là ngày tháng năm giờ phút giây. Dạ, đây year Monday hour minute second và millisecond, nó tính lên đơn vị là milli giây. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có thể là sử dụng phương thức pass, để đưa một cái mốc thời gian sang milli giây. Được chưa? Thì ví dụ như ở đây chúng ta có cái ví dụ này, millisecond bằng date pass ngày 20 tháng 11 năm 2019, thì nó lốc ra cái thời gian milli giây ở trên này thì nó sẽ bằng là bằng bằng cái bằng cái bằng cái số này rất là lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta new date cái milli giây ngược lại này thì nó sẽ ra là 20 tháng 11 năm 2019. Dạ. Bây giờ các bạn làm giúp tôi một cái việc, từ những tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới làm ấy, chúng ta tính ra được cho tôi cái, một là cái milli giây ngày sinh của chúng ta, và cái thứ hai là chúng ta convert ngược lại cái milli giây đấy trở thành cái ngày tháng năm và hiển thị lớp ra giúp tôi. Được chưa? Đây tôi sẽ viết lại này. Chuyển đổi ngày tháng năm sinh của mình sang milli giây. Milli giây. Và cái thứ hai là convert và hiển thị. Và sau đó hiển thị nhá. Convert và hiển thị ngược lại cái milli giây với đang kiểu đấy. Làm luôn đi các em ơi. Đấy, hai việc. Một là chuyển đổi ngày tháng năm. Hai là convert ngược lại. Làm luôn. Cái này nó cũng khá là dễ thôi, nhưng mà chúng ta thực hành đi cho nó nhớ. Làm đi cái Thánh này. Bật cam lên nhá, bật cam lên nhá. Cam lên. Slide các bạn có rồi. Bọn này không nghe nói gì à? Thôi à. Thì tôi có bảo ông đâu, ông bật từ đầu đến giờ tôi có bảo ông đâu. Rồi. Làm giúp tôi bài này nhá, làm luôn. Sao mình không mở được cái này Chơi cái bóng chưa ra được. nhỉ? À thì đấy, thì đang tìm chỗ bóc túi bóng này. Xong chưa có Thánh? Đâu rồi? Rồi, xong chưa? Chưa được không? Làm gì mà khó khăn đấy nhỉ? Không khác gì cái việc làm lại mấy cái dòng này, chỉ thay đổi data thôi. Thay đổi mỗi cái đoạn này thành cái đoạn ngày sinh của mình.
Ơ sao chả ra gì ấy nhỉ? Ủa mình quên mất chữ thế là sao? Ừ, vẫn bị sai ở đâu rồi. Mà lúc đây rồi mà chẳng ra gì hết nhở. Rồi nhá, tôi xong rồi nhá. Đấy, tôi xong rồi các bạn cũng phải xong. Có cốt lại mấy cái dòng đấy không? Em đã ấn nút lại nhưng mà chả ra gì cả. Đấy là việc của em phải tự tìm lỗi đi. Hoặc là trong trường hợp của em tự code ra một file HTML ở máy của em chạy. Em hiểu không? Đâu, xem nào mở share screen đi nha. Mất thời gian với ông quá. Ơ thằng này, nhanh. Ôi giời ơi, ông có nhìn thấy tôi code là tôi sử dụng là document write không? Ừ? Tốt của mình. Đây này, nhìn lại màn hình của tôi này. Trong cái thằng code pen này thì cái console của nó không tốt, cho nên tôi phải dùng document write. Nhìn thấy chưa? Rồi tiếp tục các bạn nha. Các bạn sẽ thấy này, với cái object new date ấy, thì chúng ta có thể nhận được rất nhiều các cái định dạng về thời gian đưa vào đây để nó tự động biến đổi trở thành cái dữ liệu về object về thời gian. Ví dụ như dạng dạng dữ liệu dạng dữ liệu chúng ta có thể đưa vào đầu vào đầu tiên ở đây ấy, là dạng ISO. ISO bao giờ text nó cũng sẽ hiển thị theo dạng là II, tức là năm này, xong rồi trừ tháng, xong rồi trừ ngày, hoặc là năm trừ tháng, hoặc là năm không thôi. Được chưa? Thì đây, chúng ta viết vài ISO nó như này. Nó nhận hết, nhận được hết nhá. Tất nhiên là với cái kiểu này nó nhận đúng là ngày tháng năm này. Nhưng với cái kiểu này thì nó sẽ không nhận đầy đủ là ngày tháng năm, mà chúng ta sẽ xem nó ra cái gì. Đây, ví dụ tôi bỏ số 3 này đi. Dạ. Các bạn sẽ thấy nó ra và là ngày nào? Ngày mùng 1, ngày đầu tháng luôn. Được chưa? Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1991 thì nó nếu mà không đủ cái ngày tháng á, tức là thiếu ngày hoặc thiếu tháng thì nó sẽ lấy luôn là số 1. Ví dụ tôi xóa cái này đi. Nó sẽ ra là ngày mùng 1 tháng 1. Đây, ngày mùng 1 tháng 1 năm 1991 luôn. Đấy thì chúng ta lưu ý khi mà sử dụng cái này chúng ta đưa cái kiểu gì vào nó cũng nhận. Tiếp theo là dạng long, truyền vào tên của ngày tháng với là ba chữ cái đầu tiên ghi bằng tiếng Anh, được chưa? Thì chúng ta viết viết chữ, cái này nó quy chuẩn của tiếng Anh rồi, thì là ví dụ ngày mùng 3, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1991 thì là February này,
là phép 02 1991 cách nhau bằng một dấu cách, hoặc là 1990 mây 16 đấy, hoặc là 29 2019 October tháng 10, được chưa? Thì đây nó là cái nó đều nhận được cả những cái thứ này, được chưa? Ví dụ chúng ta sẽ có thể hiển thị nó như sau. Nhập để copy cái này đây, copy cái này chúng ta để đây là string này, bay 16 cách 1990 và chúng ta document write ra cái biến biến đây là update đây, ví dụ thế. Tôi đổi tên biến thôi nhé. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ đổi, nó vẫn nhận được cái dữ liệu đấy, được chưa? Nó vẫn nhận được cái dữ liệu này, chúng ta viết nó là dạng text cũng nhận, dạng ISO cũng nhận, và loại cuối cùng của chúng ta là dạng dạng short, tức dạng giống sược sược này. Ví dụ đây là 25 tháng 8 năm 2019 này, 18 tháng 7 năm 2018 này, nó cũng nhận nhận hết, được chưa? Thì những cái kiểu dữ liệu này thì nó có thể convert được, thì chúng ta lưu ý. Tuy nhiên có một vài cái là chúng ta rất dễ bị nhầm, ví dụ như là ngày chúng ta viết như này, tôi đố các bạn biết đây nó là cái gì, nếu mà tôi viết là 1990 đây 01 sược 01 trường 1990 các bạn đây là quyền 01 trừ 09 09 đây, các bạn thấy nó ra này, đây là ngày mùng 9 tháng 1 năm 1990 đúng không, tức là nó sẽ luôn luôn ưu tiên là thằng đầu tiên này là thằng thằng diện thằng tháng, xong đến thằng ngày và thằng năm, được chưa? Rất dễ bị nhầm với kiểu dạng ngày tháng năm của Việt Nam, bởi vì nhiều khi chúng ta ở Việt Nam chúng ta biết như này, người ta sẽ nghĩ đây là ngày mùng 1 tháng 9 năm 1990, nhưng mà khi mà chúng ta convert như này thì nó sẽ hiểu đây là ngày mùng 9 tháng 1 năm 1990. Thì chúng ta thật sự lưu ý những cái lỗi như này nhé. Và tốt nhất khi chúng ta đưa dữ liệu vào trong cái date này là chúng ta đưa kiểu dạng như này, trừ 09 trừ 01, như này là an toàn nhất, là ngày mùng 1 tháng 9 thì là bao giờ cũng sẽ là năm tháng và ngày, đưa ra kiểu ISO này là kiểu chuẩn nhất nhá, khi mà chúng ta dùng cái new date, này chúng ta phải thật sự lưu ý, được chưa? Tiếp theo chúng ta có thể lấy ra sử dụng các cái phương thức get set trong cái đối tượng date này, thì các bạn có thể lấy ở đây ra, được chưa? Lấy đây ra thì chúng ta bây giờ làm cho tôi một cái bài tập như sau, làm cho tôi một bài tập như sau, bài 2, bài 2 bên trên này là bài 1, bài 2 của chúng ta như sau, nhập ngày sinh vào, nhập ngày tháng năm sinh, sau đó suy suy ra được làm nào để lấy ra cho tôi được là cái ngày sinh của chúng ta là thứ mấy. Đấy. Đây là bài 2 nhá. Rồi, làm đi. Dựa vào cái get set này. Dựa vào get set này. Làm nào để lấy cho tôi được ngày sinh của chúng ta là thứ mấy. Chỉ hiển thị ra cái thứ đấy thôi nhá, chứ không phải là hiển thị ra cả cái dãy dãy chữ như tôi lúc nãy đâu. Được chưa? Làm luôn, tí tôi sẽ hỏi. Đây, yêu cầu đây. Nhập ngày ngày tháng năm sinh, sau đó là ngày sinh là thứ mấy.
Xong chưa? Xong chưa Thắng ơi? Xong chưa? Phạm Minh Hiếu xong chưa? Hiếu. Xong chưa? Đây, em đang xem thầy ạ, em là người ghét đây Em không nghe thầy. cả ngày thứ mấy? Chưa ra. Có nhìn thấy cái ghét Vâng, đây em đang ở từ ghét đây mà không đổi màu nên chưa chắc. đây không? Em phải hiện là thứ tên là hiểu là thớt đây măn đây đấy gì ạ, đúng không ạ? Không biết, cứ hiện số hay hiện chữ cũng được. Và phải quy đổi, biết cách để quy đổi ra. Để tôi search không biết là có nó có hiện hiện text được không. Để tính à. Cách hiện tại không biết đúng không thầy, em gửi lên phần chat thầy xem cho em. Ok, ném lên xem. Đó, đây là một cách. Được. Cách này không sai nhá. Đúng. Tạo ra một cái mảng. Sau đó là get day thì lấy ra số index. Nhưng mà em ơi, lưu ý này. Mình phải xem là cái get day này nó trả ra như nào. Đúng không? Vâng. Get day này nó trả ra giá trị từ 0 đến 6 à, từ 0 đến 6, Đúng đúng rồi, không? không thứ sáu là từ Đúng thứ tự của Monday là không mà thầy. rồi, thế của em đúng không? Đây nhá, thì chúng ta chữa lại này, theo 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 ý của bạn này, Ngọc Anh này. Đâu nhỉ? Đây. Copy. Nhắm một cốt pen. Để xuống. Đây. Rồi. Save. À, cái này là document right. Đây, Thursday. Ví dụ như là hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 2019 03 ngày 15. Được rồi. Xong đây. Saturday là sai rồi em ơi. Ngọc Anh ơi. Sai rồi. Hôm nay là chủ nhật mà. Năm nay là năm 2020 mà thầy ơi. 20 thầy ơi, À, 2020 ạ. ok, sorry. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Vẫn sai. Nó chỉnh sang ngày thứ hai thôi. Thế giờ sao? Em phải chuyển cái này lại. Đúng không? Em nhấc cái Sunday là nạp phần tử đầu tiên là số 0. Đúng không? Vâng đúng ạ. Được chưa? Sunday đây là phần tử đầu tiên thì đúng. Ngày mai đi, ngày mai là ngày 16 đi. Ok, chuẩn rồi. Được chưa, các bạn khác có ra cái đáp án như này không? Có. Hiếu. Đây à. Cách này là cách làm rất là thông minh nha. À, của em chút em gì nữa, em bị nhầm ở đâu ấy.
xem lại đi. Vâng. Trong thời gian chờ đợi tôi tạo ra một cái project mới, cốt trên này hơi khó chịu. Lớp này lớp bao nhiêu nhỉ? 4313 à? Rồi nha, xong nha. Phút này tí tôi sẽ đẩy đến GitHub. Được chưa? Thì đấy là cách chúng ta vận dụng những cái hàm mà trong cái date nó đã có sẵn rồi, những cái thuộc tính. Ví dụ như birthdate ở đây chúng ta có birthdate này, chấm get day nó lấy ra cái ngày, sẽ nhìn ở trong cái này nó sẽ lấy ra cái ngày từ 0 cho đến 6, và 0 bắt đầu là chủ nhật, 6 là thứ bảy. Được chưa? Chúng ta phải lưu ý cái đấy. À, hết rồi đấy. Về thời gian chúng ta chỉ có bằng đấy thôi, có một cái object date thôi. Lưu ý cái này thôi, bởi vì tôi thấy cái này vì sao tôi đưa cái này vào, bởi vì nó là một thằng khá là dễ sử dụng thì chúng ta dùng nó luôn. Các em lưu ý đọc qua một chút nha. Tiếp theo là những cái thư viện mà chúng ta sẽ được dùng, thì phần này tôi là phần bonus thêm cho chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng trong cái môn này hoặc là không, cái đấy tùy. Nếu bạn nào thích hardcore kiểu dạng thích to tay thì có thể code bằng JavaScript thuần. Còn bạn nào mà muốn ứng dụng các cái thư viện mới thì chúng ta có thể học cái phần này. Là tôi giới thiệu hai cái thư viện là thư viện Lodash và thư viện Moment.js. Được chưa? Lodash nó là một cái thư viện mở rộng từ cái thư viện underscore. Ngày xưa chúng tôi đi làm ấy thì tên nó là underscore, tức là nó cái từ thư viện của nó chỉ có dùng nó. Ví dụ như các bạn dùng jQuery ấy, dùng jQuery thì nó thể hiện bằng cái dấu là dấu đô la đúng không? Đô la. Đây trong này là selector này. Selector, được chưa? Thì cái thể hiện của thằng jQuery là cái dấu đô la này. Còn với thằng Lodash hay thằng underscore thì nó là cái dấu này. Cái dấu gạch dưới này, chấm cái. Được chưa? Thì low mà, low là thấp hơn, còn dash là dấu gạch đứng ngang, Lodash là dấu gạch dưới. Nó phát triển lên từ cái thư viện underscore, và nó có cái các cái chức năng, và nó có các chức năng để nó, các chức năng đấy nó có rất nhiều tiện ích và hiệu năng rất là cao. Thì Lodash này nó cung cấp nhiều chức năng chia theo các nhóm chức năng xử lý. Ví dụ như này, nó gồm có array này, collection này, date này, function, language, mass, number, object, sequence, string, util, property và method. Nó tóm lại nó có rất nhiều thứ. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là cài đặt và sử dụng cái Lodash này vào trong cái website mình như nào. Thì các em sẽ nhìn thấy ở trên này. Đây, nó có sẵn đây rồi, tôi có demo đây rồi. Thì là cái việc cài đặt của chúng ta lên cái trang lodash.com. Sau đó chúng ta nhúng tải cái file lodash.js vào cái file HTML của mình. Thì ví dụ như này. Đây tôi làm nhá. Các em xem dõi này. Vào lodash.com này. Được chưa? Sau đấy các em có thể là copy build, download copy build hoặc là full build, hoặc là các em có thể sử dụng CDN copy. Tùy. Bây giờ thì người ta dùng nhiều CDN để đỡ phải lưu trữ. Ví dụ như tôi dùng CDN này ạ. Đây rồi. Đây, lodash. Được chưa? Thì tôi sẽ dùng như nào ta? Để xem nào, Lodash này. Bật nó lên này. Đây rồi. HTTP CDN JS deliver.net npm Lodash cái gì gì đấy, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là
tạo ra một cái file HTML mới, lodash.html. Đây tôi cốt HTML 5 đi. Và tôi có một cái, dưới này tôi có một cái thẻ script thuộc tính src bằng cái đường dẫn này, trỏ đến cái file lodash.min. Và tôi có code JavaScript ở đây. Đó. Thì bây giờ với một cái demo của tôi sẽ làm như nào? Thì chúng ta có là mảng là ARFPT Polytechnic JavaScript, được chưa? Tôi sẽ sử dụng tạo một cái biến là var string bằng cái dấu gạch dưới, em nhìn này, cái dấu gạch dưới cộng với một dấu chấm. Dấu gạch dưới nó cộng với dấu chấm này nó thể hiện là object, object lodash.join. Join cái gì? Join cái ARR. Phép join này thể với cái các phần tử cách nhau bằng dấu dấu ngã, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử. Đây. Tôi có là va ARR bằng một cái mảng đi. Đây là PT14313 web dạ phải GS nâng cao. Ví dụ như này thì tôi sẽ có va string bằng lodash này chấm join, chấm join cái mảng ARR với một dấu là dấu ngã. Dấu ngã này là shift shift với lại cộng với cái dấu mà bên cạnh số 1 đấy, chấm phẩy. Chúng ta tiến hành là console hoặc là document write, document write cái biến str như này. Dạ, bây giờ chúng ta chạy chạy cái file này, copy path này. Đây PT143 ngã web ngã JS nâng cao. Dạ, nó sẽ nối các cái phần tử này vào với nhau và các cái phần tử này được cách nhau bởi dấu ngã như này. Em làm đi, xong sau đấy tôi sẽ hướng dẫn các em đọc tài liệu từ thằng lodash này nó sẽ như nào, được chưa? Để cho các thím ơi, đây là cách chúng ta sử dụng CDN nhé. Đây tôi sẽ gửi cho các bạn cái link CDN này ở trong phần chat nhé. Được chưa các bạn ơi? Rồi đấy ơi. Làm sao Dũng chưa xong à? Em làm gì nó cũng chậm chạp như vậy.
cố gắng mà theo chứ. Được chưa? Con này nó mò cốt chứ không phải nó cốt nữa rồi. Ông về ông tập ngay cho tôi gõ 10 ngón đi nhá. Bây giờ nha, sẽ phân công cho các bạn là tìm hiểu giúp tôi những cái hàm như sau. Chúng ta thấy là nó có những cái gì, sau đó chúng ta sẽ phát biểu. Được chưa? Các bạn vào cái đường dẫn này giúp tôi. Vào cái đường dẫn này. Đây. Đây. Vào giúp tôi cái đường dẫn này nhé. Sau đấy tìm hiểu tôi những cái hàm sau này. Để tôi xem là hàm này nó có dùng nữa. Compact này. Không cần hàm concave này. Đây, hàm này là một. Cái thứ nhất là hàm concave này. Hàm thứ hai chúng ta cần phải lưu ý là hàm different. Đọc cho tôi đi, đọc những cái hàm này đi. Tôi không cần các bạn phải đọc tiếng Anh đâu nha, tôi chỉ cần các bạn xem nó là như nào và các bạn hiểu nó thôi. Drop. Đây hàm drop này nữa. Phim. Group Y. Đây hàm này nhá. Trong này toàn hàm hay thôi. Thằng Lodash nó làm toàn hàng những cái hàm mà thú vị. File index. Hàm full. Hàm remove. Hàm slide. Đây hàm này. Rồi, tìm hiểu tôi những cái hàm này. Concat này, different này, drop này, fin này, drop y này, file index này, pull này, remove slide unique. Đấy, tìm hiểu tôi cái đầu đấy, tí tôi sẽ hỏi. Tìm hiểu là cách nó làm, nó đang làm cái gì, cái hàm đấy làm cái gì và ví dụ của nó làm sao nhá. Vào đây.
Xong chưa, xong chưa? Ngủ quá. Được chưa? Đọc đến đâu rồi? Hiếu? Đọc đâu rồi em? Em đang thử cái drop thế ạ. Drop á, cái drop đấy khá là hay. Duy Đăng. Nhìn gọi gọi chả hiểu gì ạ. Tao không hiểu gì dễ mà. Em đang đọc cái phần cái hàm pin. Pin này. Rồi tí nó trả lời cho tôi cái hàm pin đấy nhá. Rồi. Đâu rồi? Sao đứa nào cũng vào bằng hai thiết bị à? Đây, Phan Tuấn Anh này vào bằng cả hai cái này. Trần Văn Quang này, Văn Ngọc Dung này. Cho tiết kiệm Máy tính à? nó phải tắt ra tắt vào. À. Dùng hai cái điện thoại luôn. Thật trời thật. Phan Trung Hiếu đến đâu em ơi? Đâu rồi thằng Hiếu rồi? Em thầy ơi, Đọc đến đâu? em đọc cái slide thì ạ. Đã đọc đến cái slide rồi cơ? Hay là chỉ đọc mỗi cái slide thôi? Em đọc lướt lướt mấy cái rồi. Đang slide lướt lướt nó để làm gì? Em đang Nó dạ hàm slide nó dùng để làm gì? hầm slide nó dùng là để để Làm em ở đọc nốt tí thôi. cái đấy có mỗi một dòng thôi mà đọc Nó cứ kiểu gì ấy. nhé, tôi đọc cho nghe nhé. Array Create len. a size of array, tức là tạo ra một phần của một cái mảng. From start up to but not including end, tức là ông cắt một cái mảng gốc ra, từ cái mảng đấy ông có một cái truyền một tham số là start, một tham số là end, là số cả, được chưa? Ví dụ ông truyền vào cái số là gạch dưới chấm slide này, cái mảng gốc này, sau đó số ông điền là số 1,5 chẳng hạn, thì nó sẽ cắt ra các phần tử là một, số index là 1, 2, 3, 4, và nó return cái bốn cái phần tử kia, được chưa? Rồi. Anh có thế thôi. Slide nó khác gì cái slide ở trong mảng array đâu, nhưng mà cái này nó lưu ý, nó cắt theo cái
nó cắt theo 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 cái số index, lưu ý thế thôi. À còn hàm filter thì chưa đưa vào đây, quên mất cái hàm này. Mày ở đây. Đây, collection này. Đây nữa. Có một đống hàm không ạ? Một đống hàm. Tôi quên mất không không chọc vào cái thằng collection. File luôn này. Nói chung là trong trong cái thằng Lodash này rất nhiều hàm nó hay. Include này. Thì chắc mấy cái hàm này JS nó không có sẵn hả thầy? Ừ, có những cái nó có sẵn, có những cái mà người ta phải viết thêm. Có những cái có sẵn thì kiểu dạng nó viết tối ưu hơn đấy. Vâng thầy. Ví dụ như cái hàm sort by này em đọc nhá, cái hàm sort by này. Thì cái hàm sort ở trong JavaScript ấy, thì nó chỉ sort được cái số hoặc là chữ thôi. Đúng không? Nó không thể nào sort được object. Nhưng mà với thằng sort by của thằng Lodash này em thấy nó sort được cả object. Thấy chưa? Vâng thầy. Nó tốt hơn so với cái những cái có sẵn của thằng JavaScript thuần. Đấy thì mình phải lưu ý. Cái này cũng hay này, coi cái hàm này hay vãi rồi. Hàm này cái này để mấy nữa mà thằng nào có cái dự án mà làm câu hỏi trắc nghiệm ấy vui lắm. Cấp phổ là 6. Đúng rồi, đảo. À đảo thứ tự các câu hỏi đúng không thầy? Đúng rồi. Bình thường mình để đảo được nó đâu có dễ đâu đúng không? Vâng, đúng rồi. Bình thường còn tiếp thì mình phải theo một cái logic nào đấy. Đúng rồi, đảo nó theo cái trình tự. Cái này là đảo mặc đảo dân đùn đảo lộn hết đây đúng không? Tóm lại nó đảo lung tung. Cái này mình cũng phải nhớ để mà dùng. Hay đấy. Drop tức là đảo vị trí, drop tức là đánh rơi. Đọc hết chưa? Được chưa? Xong hết chưa?
Không cần phải quá tìm hiểu kỹ đâu. Đá quốc. Quốc rồi, quốc rồi. Thằng đi đâu rồi? Biến mất à? Được rồi, tí ông ghi sổ. Không điểm danh nữa. Người khác. Đinh Thành Vinh. Vinh rồi, online đi em này. Không có luôn mà. Bật mic lên ô hay thằng này. Bật mic lên. Này ạ. Ra mình. Đọc hết mấy cái hàm kia chưa? Chưa. Rồi á? À, em bảo chưa ạ. Chưa. Tại sao đến giờ chưa đọc? Thì đọc chưa hết được ạ. Đọc đến đâu rồi? Hàng nào rồi? À, mấy học đến đọc đến Unique ạ. Unique á? À. Đó xem nào. Cái hàm Unique. Hàm đấy cũng là một hàm hay. Thì cái hàm Unique để làm gì? Thì nó sẽ trả về những giá trị duy nhất ạ. Những cái trùng thì nó sẽ xóa hết đi. À, rồi ok. Nó không phải là xóa đi mà là nó chỉ trả ra thôi, chỉ trả những cái thằng nào mà không bị trùng thôi. Rồi, ok. Nạn nhân tiếp theo đi tìm. Hỏi đứa con gái. Tạ Bích Thảo. Đâu rồi? Thảo. Bật mic lên em ơi. Ồn á, ồn thì thôi à. Ồn tôi cũng nghe được. Bật lên. Ồn mà cô cũng học được tôi cũng thấy tài. Phải tìm cái hốc nào để mà yên tĩnh để mình học chứ. Nhanh lên, bật mic lên. Dạ. Đọc được đến đâu rồi? Em đang đọc cái hàm drop. Drop, giờ mới đến drop. Vâng. Hàm drop phải làm gì? Phải đọc từ từ chứ ạ. À? Ừ, cái hàm drop phải làm gì? Em đang nghiên cứu, em đã hiểu. Ôi trời ơi, tại sao bây giờ mới đang nghiên cứu? Hả? Dạ. Tao không hiểu gì à? Không ạ. Trước đấy sao? Đã học đọc cái đà hàm different chưa? Rồi ạ. Hàm đấy để làm gì? Xem lại đi ạ. Ừ, xem lại đi. Hàm đấy. Hàm này để lọc ạ. Lọc cái gì? Nào em hiểu chứ, em nói thế đi. Em chưa hiểu lắm. Em nhìn cái ví dụ ở dưới ấy. Em nhìn cái ví dụ example của nó không? Vâng. Thì em nhìn thấy cái gì ở đấy? Em nhìn. Ví dụ nhá, nó truyền về đây hai mảng đúng không? Vâng. Mảng 21 và mảng 23. Vâng. Rồi, thế bây giờ tại sao nó lại ra số 1? Tại sao nó không ra là số 1, 3 mà lại ra là số 1? Hiểu không? Tại vì chắc là có hai có một cái phần tử giống nhau à, hai mảng ấy à? Ờ, thế là thế số 3 nó không có trong cái mảng cái đâu, tại sao nó không ra số 3? Không phải, ý là hai mảng này thì đều có một phần tử giống nhau ấy thì nó sai rồi. Sai rồi.
như nào ạ? Cô demo cho cô thử nhá. Tôi demo cô thử xem cô hiểu không nhá. Nào xem lại này, nhìn thấy màn hình của tôi không? Hình như nó kiểu cũng start end cũng thầy. Không đúng rồi. Không đúng ạ. Đây nhá, ví dụ tôi có là nó trả ra index giống nhau. Sai luôn. Đâu như thầy nó đếm là thầy. Tại em ghi 03 thì nó sẽ ra hai cái số đầu tiên là 2 và 1. Đây. Từ từ đã đi xem nào. 1 2 3 4 5 được chưa? Yeah. Rồi, đấy. Này. Và 2 4 5 6. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem output của nó đã nhá. À quên nhầm, cái này thiếu. Lô đã truyền. À, như này, được chưa? Xem vào pool này. Cái này viết sai chính tả. Đây. Đây. Pool đây. Nào. Thằng nào bảo index nó vả vào một. Nó sẽ loại bỏ những phân tử ở màng sau có trong màng trước. Tát vào mồm của Dung luôn. Nói liều với bệ bạn. Ờ thì ở cái màng sau nó có 2 4 5 6 thì ở đằng trước nó bỏ đi mà nó chỉ còn một cái 1 3 thôi mà đấy. Đâu xem nào, xem thế nào đấy. Đó đúng rồi. Đúng rồi, thằng Tú viết đúng này. Nó chỉ lọc cái mảng đầu tiên thôi. Thì ý của em là thế đấy. Nhưng mà cô bảo mảng đằng sau tôi không quan tâm. Không, ý em bảo là nó sẽ compare các cái giá trị ở trong mảng đầu tiên này với các cái phần tử ở phía sau. Nếu mà phần tử này, ví dụ một nó không xuất hiện ở mảng phía sau thì nó return. Phần tử này có xuất hiện thì bỏ qua, phần tử này không xuất hiện thì lại return. Nó không quan tâm, nó không bao giờ trả ra cái giá trị có ở trong cái mảng số 2. Dạ. Nó chỉ kiểm tra xem mảng thứ nhất. Mảng thứ nhất nó, tức là mảng thứ nhất có những phần tử nào không có trong mảng thứ hai thì lôi ra. Đấy là cái ý nghĩa của cái hàm different này. Được chưa? Hiểu chưa? Các bạn hiểu không? Rồi ạ. Có người Việt sắp cái hiểu ngay. Ghi vào, lấy giấy vở ghi vào. Bà Thảo nữa nha, bà Thảo nha. Vâng ạ. Rồi bây giờ cái hàm gì tôi bảo là hàm đầu tiên nhỉ? Hàm concat này để làm gì? Hàm concat này nghĩa là gì? Tạo ra một mảng mới với cả mảng cũ với cả một thêm một cái giá trị nào đó mà mình thì muốn thêm vào. Vả vào mồm mày. Sai. Nói linh tha linh tinh. Nó gom tạo thành một mảng thôi thầy. Gì? Nói lại thế nào? Nó gom tất cả mảng để tạo thành một mảng. Mà không ảnh hưởng đến giá trị cũ. Sai. Mảng cũ. Sai. Làm sao? Như nào? Đọc đi, đi tạo ra đây, create a new array concatting. Concat là nối. Nối. Được chưa? Tạo ra một mảng mới, nối mảng đang có với bất kỳ những cái mảng hoặc là giá trị được thêm vào. Tức là nó ép thêm phần tử vào trong cái mảng gốc ấy. Hiểu chưa? Nó không cần quan tâm đến các cái phần tử được ép thêm nó là mảng nữa, một cái mảng khác hay là một cái giá trị, nó không quan tâm, nó cứ vậy nó phang vào trong cái mảng gốc kia, à cái mảng mới kia, tạo ra một cái mảng mới nhé. Còn mảng gốc thì giống như thằng Long nó nói ấy, thằng Long nói đúng được một ý là giữ nguyên cái mảng gốc, nhưng mà không nói được cái ý là sẽ tạo ra một cái mảng mới, nó ép bất kỳ cái giá trị nào vào trong cái mảng đấy. Ở đây ví dụ ở đây chúng ta có mảng gốc là array bằng số 1 nhá. Thì mảng này có một phần tử là số 1 này. Chúng ta tạo ra cái mảng other là mảng mới này.
bằng godas.concat array, tức là lấy cái phần tử số 1 này. Được chưa? Lấy cái mảng có số 1 này, add thêm giá trị 2, được chưa? Giá trị 3 và mảng số 4 ném vào trong cái mảng gốc này. Tức là nó sẽ tự động chuyển đổi cái số 2 này thành phần tử 2, mảng gồm 1 phần tử 3 này trở thành số 3, và cái mảng trong mảng chứa số 4 này trở thành một mảng, một phần tử số 4 đưa vào trong cái ngang hàng với cái level số 1 này, và nó giữ nguyên được giá trị của thằng array. Thấy chưa? Ghi chép vào nhá. Đấy là hàm concat. Hàm concat xong này, hàm difference xong này, hàm drop. Hàm drop đấy nói chứ nhỉ? Chưa thầy ơi. Rồi, thế giờ đứa nào đọc về cái hàm drop này mà hiểu cái hàm drop này thì nói đi xem nào. Long. Em à thầy. Ừ. Thì theo em hiểu thì nào. Như nó trừ dần đi cái số mà mình đứng sau thôi. Mình đặt sau. Nó sẽ tạo ra một mảng mới với số phần tử bị xóa, với xóa bị xóa cái phần tử bị xóa trước cái index mình nhập vào. Nhà mình nhập index bằng 3 thì tất cả phần tử 0, 1, 2 nó sẽ bị xóa mất thôi. Thôi ví dụ như cái này, tại sao nó ra là mảng rỗng? Tại vì cái index của nó là 5 mà ừ, trong này có mỗi 3 thì có mỗi 2 phần tử. Ừ. Thì nghĩa là từ 0 đến 5 thì nó sẽ bị xóa hết đi thì mảng nó sẽ rỗng. Thế cái này tại sao nó lại ra 2,2? Cái đấy em cũng không rõ. Cái số đằng trước thì nó bằng cái số sau, như nó xóa đi cái số đầu tiên. Cái số đằng sau nó là 0 đấy ạ, thì nó sẽ xóa phần tử. Nếu mà không xóa cái nào thì nó sẽ cả phần tử. Mặc định là 1. Còn nếu mà mình điền 1 thì nó sẽ xóa đi cái phần tử đầu tiên luôn, là còn 2,3 đây. Khó hiểu nhỉ. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy cái đoạn định nghĩa này, chúng ta có nhìn thấy cái con số nào chữ index không? Có thấy chữ nào là chữ index không? Không đấy ạ. Không, cái chỉ số kia là số phân tử bị xóa thôi. Đúng. Đấy. Đúng. Nghĩa là nó không, cái n ấy, cái n là cái đằng sau giống cái này là cái n này. Được chưa? Thì nó là cái gì? Nó là cái số lượng phần tử sẽ bị xóa tính từ đầu của mảng. Đúng không? Ví dụ như ở đây group này như này thì nó sẽ mặc định số phẩy đằng sau là số mấy? Số 1. Số 1. Bây giờ đây nhá, thử này. Đây tôi sẽ comment cái này vào. Thầy chạy luôn trên đấy được. Thì chạy luôn trên đấy. Đâu? Đây kéo xuống. Vâng. Đâu? Đấy thầy. Đây, tôi sẽ phẩy 1 này. Thầy comment mấy cánh dưới lại. Vất vả. Run. Thấy kết quả giống nhau không? Có số 1 và không có số 1. Kết quả nó cũng giống nhau. Đúng chưa? Đây. Đâu rồi? Đây. Đúng không em? Kết quả đúng chưa? Nên là giá trị mặc định ở đằng sau này, nếu mà chúng ta không điền gì vào thì nó là số 1. Ok không ạ? Với cái này thì chúng ta điền số 2 vào đây thì nó xóa 2 phần tử, bắt tính từ điểm bắt đầu là 1, 2 thì nó giữ lại thằng số 3. Ví dụ như ở đây tôi sẽ có thêm là 4, 5, 6. Chưa? 4, 5, 6. Và tôi sẽ xóa là 5 thì 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ tôi thêm số 7 vào đây, nó sẽ output ra là mấy? 6 và 7 đúng không? 6 và 7. Hiểu cái hàm group này chưa? Vâng thầy. Nó không phải là index. Nó không phải là index. Đấy, mình lưu ý khi mà mình sử dụng nó.
Được chưa? Xong chưa? Ghi vào. Ghi vào mấy nữa mà dùng. Xong chưa các thím? Tiếp theo có ai dũng cảm giơ tay để nói về cái hàm phin không? Cộng điểm đây. Sẽ đánh dấu thôi chứ còn không cộng điểm. Không cộng điểm. Đánh dấu vào để mấy nữa cộng điểm là cộng điểm cho bài thi nhá. Em nói cho. Rồi. Em là thầy làm nhỉ? Tuấn Anh thầy. Rồi. Hàm phin điểm gì? À, để thay đổi một hoặc nhiều phần tử ở trong mảng thành một cái chuỗi hoặc là số gì đấy, có nghĩa nó thay đổi các phần tử trong mảng. Ừ. Rồi sao nữa? À, dạ, nó có bốn giá trị, bốn tham số để truyền, bốn tham số để truyền vào. Ừ. Tham số đầu tiên là truyền vào mảng. Ừ. Tham số thứ hai là truyền vào cái giá trị sau khi bị thay đổi đấy này. Ừ. Tham số thứ ba là bắt đầu. Ừ, điểm bắt đầu. Index bắt đầu. Ừ. Tham số thứ tư là index kết thúc. Index kết thúc trước, có nghĩa nếu mình muốn thay đổi từ 1 đến 2 thì index phải bằng 3. Ừ. Thế ví dụ em giải thích cái đống này đi. Ví dụ như này, cái đoạn này là như này. Cái đấy thì nếu mà chỉ truyền hai tham số vào thì nó mặc định nó sẽ thay đổi tất cả trong mảng. Thế nếu mà trong trường hợp tôi làm như này thì có được không? Đây nha, tôi tạm thời comment cái đống này vào nhá. Vâng. Được chưa? Rồi, tôi truyền hai tham số nữa có được không? Mày có ra gì không? Cái này này. Em nghĩ là không. Rồi, ok đúng. Thế nếu mà tức là bây giờ nó sẽ, nếu mà để như này thì nó sẽ là pin hết cái thằng giá trị A này vào ba phần tử đang có ở trong này đúng không? Vâng. Rồi, ok, xong. Cái thằng ở dưới thì sao? Thằng này sao? Thằng ở dưới nó sẽ, cái đấy thì em chưa thử. Đấy là tạo ra một phần tử, à, tạo ra một mảng có 3 phần tử ạ. Xong rồi thay hết bằng cái số đằng sau. Cú pháp này là cú pháp tạo ra một mảng có 3 phần tử ạ. Vâng. Em vừa thử 100 năm thì nó cũng tạo ra kiểu đấy luôn. Thế yeah, tôi chưa thử cái đấy bao giờ. Tôi chưa nghịch cái trò này bao giờ. À đúng rồi. Chị rõ. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái em cái array này nó sẽ tạo ra một mảng gồm 3 phần tử và ra các giá trị của nó bằng bằng undefined. Rồi. Ok. Như vậy cái này là tí nữa cộng điểm với thằng Hiếu đúng không hả Tuấn Anh? Đúng rồi đấy. Thì cộng cho lại được. Đúng rồi. Cái này như nào đây? Cái đấy thì nó thay đổi từ phần tử có index bằng 1 tới phần tử có index trước 3, có nghĩa là index thứ 2. Ừ. Tức là thay đổi index 1 và index 2. Vâng. Thay đổi giá trị thành cái gì? Thành cái sao cơ thầy. Thành cái sao? Thế nếu mà trong trường hợp tôi viết ở đây số 11 thì sao? Nó sẽ như thế nào? Thì nó vẫn chỉ thay đổi số 6 và số 8 thành sao thôi. Vẫn giữ nguyên những phần tử khác. Vâng. Đúng không? Ok. Rồi. Cộng thêm cho Hiếu một điểm. Bây giờ cộng thêm cho thằng ở đây tôi sẽ viết vào đây. Phần nào viết phần topic riêng. Vinh danh. Viết vào đây. Chào tí nhá. Cái bài viết đâu nhỉ? Material này, là cộng điểm.
Đó. Đây là Tuấn Anh à? Đây câu Tuấn Anh này. Còn Tuấn Anh. Một. À. Ok, tiếp tục nha. Ờ, này chưa đưa vào kìa. Rồi, tiếp theo là hàm gì nhỉ? Gốc ngoài. Nào, bạn nào tự tin không? Em. Có bạn nào tự tin với hàm group Y này không? Em ạ. Em là thằng nào? Đúng ạ. Em có Dũng ạ. Ờ, ok Dũng. Xin lỗi, tôi không nhận ra giọng của ai với ai đâu. Rồi, group Y là như nào nhỉ? Ờ, hàm group Y là hàm sẽ trả về các giá trị không không thuộc theo điều kiện mà trả các giá trị trong mạng không thuộc theo điều kiện mà mình đưa ra. Các điều kiện mình đưa ra. Em có thể giải thích nó ngắn gọn hơn được không Dũng ơi? Ý là top y sẽ trả về các giá trị không thuộc điều kiện đưa ra. Không thuộc mạng. Điều kiện đấy. Không thuộc điều đưa ra. Không thuộc, không thuộc điều kiện. Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm Dũng ơi. Có thể là ví dụ đây này, cho tôi hiểu bệnh. Ở đây, đọc xem cái ví dụ đi. Đây, cái đoạn ví dụ này. Ở đây thì nó ghi là user và park me. Ở khoảng này, nó ghi là user, park me và exit the phone. Thì nghĩa là khi mà trả về kết quả, thì nó sẽ suy ra là các user không thuộc, không có không có chữ bắt ni exit the phone. Tóm lại nó trả về thằng chu hay thằng phone? Nó trả về các user không có tên là bắt ni ạ. Sai rồi. Cái này là như kiểu hàm map ý thầy. Return có return. Dũng sai nhá. Bạn khác đi. Thế này giống hàm map phải không này? Ai biết được, tôi đang hỏi câu, ông lại hỏi ngược lại tôi thì bằng nhau à? Đau không? Đây em nghĩ là nó giống hàm map. Nó giống hàm map đó, sai, nó không giống hàm map đâu. Nó cũng có return như thế. Thì nó cũng đọc các điều kiện. Tất nhiên là nó đang xem điều kiện, nhưng mà điều kiện này nó xem theo điều kiện đúng hay điều kiện sai. True phone. Đúng không? Như lúc nãy Dũng nó đang báo là nó lấy theo điều kiện ngược lại với điều kiện được viết ở trong hàm. Nhưng mà tôi thấy đang không phải. Ví dụ như nhá, chúng ta đọc cái hàm này. Con mảng user. Được chưa? Con mảng user gồm các phần tử như này. Nhưng mà hàm mấy thằng nó khác nhau ở cái active. Bây giờ IP có hai thằng bằng phone, một thằng bằng chu này. Bây giờ drop y, drop là gì ạ? Drop là cắt đi, bỏ đi. Đúng không? Cắt đi, bỏ đi. Vâng. Bây giờ drop y này là nó drop các phần tử nằm trong cái biến user. Và với điều kiện, nó sẽ drop khi và chỉ khi những cái phần tử nào thỏa mãn cái điều kiện mà return ở đây. Các bạn có nghe cái gì không? Có. Tức là ở đây ấy, như hàm map của Lễ Long nói ấy, thì là map nó sẽ trả về thằng nào thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Còn ở đây chúng ta có hàm drop y là nó sẽ bỏ đi những cái phần tử nào thỏa mãn điều kiện của function. Được chưa? Thì ở đây ví dụ như tôi có thể dịch như này. Trong cái mảng user, được chưa? Tôi chạy qua từng phần tử một, mỗi phần tử để tôi gán cho thành một cái biến là biến O. Được chưa? Nếu cái phần tử O đang được set mà thỏa mãn cái điều kiện ở trong cái return này
Ở đây chúng ta viết cái điều kiện return là o.active bằng false thì nó người ta biết nhắn nó như này đúng không ạ? o.active bằng false. Cái nào thỏa mãn thì sẽ bị bỏ đi. Được chưa? Thì sẽ bị bỏ đi. Em viết thử bằng chu nó vẫn lấy cả cái thứ ba thì ạ. À? Lấy cái nào? Nó vẫn lấy cái ở cái pep kìa. Cái này á? À? Vâng, em viết thử bằng chu ạ. Ta thử cái nhé. Thử cái. Nghe vẫn chưa hiểu cái kiểu gì. Đây. Thì tôi sẽ lấy ra là bỏ này đi đúng không? Bỏ này đi đúng chưa? Vâng. Bằng chu. Đúng không? Vâng. Đây vẫn ra cả cái thứ ba. Cho nhỉ? Cho nó ra cả cái thứ ba. Khó hiểu. bằng thầy cho thêm dấu bằng. Thì vẫn có không ạ? Thế chứng tỏ là cái thằng này nó bị sai gì đấy. Nếu mà khác với chu đi. Khác với chu. Thì đúng luôn. Thì đúng này. Nhưng mà nếu mà bằng với chu. Bằng với chu thì đáng lẽ nó phải ra hai thằng này đúng không? Vâng, ra hai thằng trên. Nếu mà bằng với chu thì nó phải ra hai thằng trên. Ơ thế sao lại ra cả thằng này nhỉ? Ơ bù láo thật. Kỳ lạ. Tôi nghĩ tôi hiểu đúng rồi đấy. Nhưng mà chưa biết là vì sao nó lại... Cái ví dụ ở dưới nó cũng có kết quả thế nhưng mà em thử thì nó không phải đúng. Tôi sẽ thử lại cái này xem. Thế vậy thì nếu mà chúng ta không chắc chắn về cái hàm này thì chúng ta cũng không nên dùng. Thế trong trường hợp mà không chắc chắn về kết quả. Rồi đây. Rồi nha, thử cái nha. À chết, chưa còn xuống lốc. À, nó trả ra 3 phần tử thật. Chó nhỉ. Nhưng mà phủ định đi thì nó ra một thằng. Thôi. Vậy để xem cái ví dụ dưới của nó nữa xem nào. Nó bảo đố anh hiểu được em. Đây là match. Cái này match là khác rồi. Match là khớp. Fred này. Để xem nào. Slide of array. Slide là cắt. Cắt cái phần tử từ cái lúc bắt đầu element drop until return fully element value index array array present. Được rồi, tôi sẽ xem lại cái hàm này sau nhé. Cái hàm này thực ra tôi cũng chưa dùng bao giờ nhưng mà tôi cứ đưa vào cho chúng ta để cho chúng ta đọc cho nó như nào thôi. Rồi ok, tôi sẽ xem lại cái hàm này sau. Lọc các phần tử thỏa mãn điều kiện thì thảo. Rồi, tôi sẽ xem lại cái hàm group y này sau. Hàm file index này thì dễ rồi đúng không? Hàm file index là gì? Trả về số thứ tự của các... Số thứ tự á? Không đúng đâu. Không phải, đó là số. Không phải số thứ tự. Và trả về vị trí của mảng, vị trí mảng theo điều kiện của mình, theo điều kiện nhé. Điều kiện nào? Điều kiện nào Dũng? Điều kiện được ghi ở trong file index. Thế tóm lại nó trả về số hay trả về mảng hay trả về cái gì? Số hả? Số này là cái gì? Số index hay số thứ tự? Hả? Số thứ tự, không phải. Thế nếu nó trong trường hợp không tìm thấy thì sao? Thì nó sẽ ra số 0 ạ. À, sai rồi. Nó giảm file ạ. Sai luôn. Đây nha, tôi thử tìm cho em này.
nó có ghi rõ ràng này này, nhìn này, trả về số index của phần tử được tìm thấy hoặc là trả về trừ một trong trường hợp không tìm thấy. Trả về trừ một. Trả về trừ một trong trường hợp không tìm thấy, ví dụ như sau. Ví dụ như chúng ta làm cái hàm đơn giản thôi, ta có va ADR bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 đi. Được chưa? Sau đó chúng ta console log, console.log ra cái lodash.findindex, findindex của cái ARR. Được chưa? Phải function là x return, nhà tôi biết đúng nhỉ? Rồi return x bằng 8. Dạ. Return x bằng 8 thì bây giờ nó sẽ ra là mấy? Wow. Sao lại ra không nhỉ? Function. Chờ tôi chút để tôi xem lại. Kết quả bắt đầu từ 0 đến 1 được không? Từ 0 mà. Từ từ. Đây này nó trả là L là trừ 1 này. L này là trong trường hợp là không không tìm thấy thì nó trả về trừ 1. Oh, user find index. Find index. Chờ thì tôi xem nó viết có đúng không ta nhé. Và index bằng cái find index của ARR này. Là cái nguyên là cái này. Function x đọc phần tử. À đây đây đây. Có bằng. Tôi viết sai, có bằng. Ra trừ một đây. Nếu trong trường hợp nó không tìm được phần tử, nó không tìm được phần tử thỏa mãn nhá, thì nó sẽ trả về trừ một, bởi vì số 8 hiện tại nó không có ở trong cái dãy này, trong cái mảng này. Nhưng mà nếu tôi để số 7, à số 6 đi, đáp án nó ra là mấy? Số 6 số 6 9 ạ. 5 này. Đấy. Không sai rồi. Số 6 nếu mà nó tìm thấy phần tử có giá trị bằng 6 thì index của nó bằng mấy? 5. 5. Đúng không? 5 ạ. Đấy. Nhầm chưa? Đấy, tức là nó sẽ trả ra cái index của phần tử mà nó tìm được. Còn nếu mà nó không tìm thấy trong cái mảng đấy có cái phần tử cần tìm, à có cái phần tử có giá trị cần tìm ấy, thì nó trả về trừ 1. Được chưa? Em lưu ý cái này nhé. Rồi ok. Các hàm còn lại thì các bạn về tìm hiểu giúp tôi nhé. Thì ở đấy là tôi hướng dẫn các bạn là cách đọc tài liệu cũng như là mình học cái phần học cái cách dùng của thằng Lodash nó như nó sẽ sử dụng nó như nào. Được chưa? Còn lại phần tiếp theo thì chúng ta sẽ ngó qua một chút về cái Moment.js để chúng ta biết cách dùng. Được chưa? Còn tất nhiên là tôi cũng chỉ hướng dẫn các bạn đến đây của mỗi một thư viện thôi, mỗi một thư viện tôi cũng chỉ mơi mơi như này thôi. Bởi vì thực tế ra là phải các bạn phải rơi vào những cái bài toán đúng, các cái bài toán mà các bạn gặp phải, các bạn xử lý ấy, thì nó mới vỡ ra được. Chứ còn tôi cứ dạy như này thì các bạn cũng thực ra cũng vào đầu không được mấy. Đó. Thì các bạn hoàn toàn thể luyện tập bằng cách như này. Ví dụ trong cái các cái bài lab của chúng ta. Ví dụ bài 3, bài 4 chẳng hạn. Thì chúng ta có hoàn toàn có thể sử dụng Lodash để làm cái phần đấy, ví dụ như xử lý về cái việc vòng lặp hay là những cái gì ở trong cái bài lab 3-4 ấy, thì chúng ta hoàn toàn được phép sử dụng cái Lodash để sử dụng và để xử lý. Tôi không hề cấm các bạn là bắt buộc các bạn cứ phải dùng những cái hàm của JavaScript thuần nhé. Những cái thư viện các bạn dùng được cái gì các bạn cứ dùng thoải mái, đấy là lợi thế. Được chưa? Tiếp tục ngó qua một chút về cái slide của chúng ta, về cái slide của nốt của phần Moment.js. Tao học liệu 51 ở đây nhỉ? Rồi, xem nốt nhé.
Đây, thư viện Moment JS. Thì Moment JS nó là một cái thư viện giúp chúng ta xử lý về thời gian nó tốt hơn thôi. Chi tiết thì các bạn đọc ở trong này nhé. Về phần cài đặt thì nó cũng không có gì cao siêu đâu. Nó, chúng ta cũng có thể dùng CDN hoặc là pang thẳng vào trong cái project của chúng ta được. Được chưa? Thì trong Moment JS thì chúng ta có thể có những cái tính năng như này, ví dụ như lấy thời gian hiện tại, tạo một mốc thời gian bằng một cái chuỗi nào đấy, nhận diện chuỗi thời gian dựa vào format. Thì ở đây nó có khác so với cái lúc đầu cái new date của chúng ta ấy. Một cái là khi mà chúng ta dùng cái gì, ví dụ dùng một mốc thời gian thì chúng ta ép cho nó một kiểu format ngày tháng năm, đúng chưa? Chúng ta sẽ lấy ra được cái, có nghĩa là lúc nãy, lúc đầu tiên của chúng ta làm ấy, thì chúng ta không thể nào mà đẩy output ra là cái kiểu output nó sẽ là như nào, đúng không ạ? Nhưng mà như này thì ví dụ như ở đây chúng ta có 30 tháng 10 năm 2019 này, đúng chưa? Tôi chấm format một cái, tôi IIMMDD, thì đây sẽ là cái kiểu hiển thị của cái, tức là cái giá trị hiển thị của cái biến date này, thì nó hiển thị ra là 2019 cách 10 cách 30. Được chưa? Nếu tôi thêm dấu xược vào DDMMII, được chưa? DDMMII. Ví dụ như tôi sẽ viết như này. Tôi sẽ vào Moment JS đi. CDN có không? Không có. Để cái này luôn. Đây, tôi phang cái Moment JS vào đây. Chờ. Ví dụ như tôi có cái va đến bằng moment ở đây tôi điền là 1991 trừ 02 trừ 03 được chưa? Chấm format ta là DD sược MM sược II, tôi console log ra date này, được chưa? Thì output của chúng ta nó sẽ là như sau. Alright, ra thêm cái số 91 này ở đâu nhỉ? Thêm một chữ y nữa này. Phải thêm một chữ y. Đóng ngơ. Được chưa? Tức là nó cái tính năng đầu tiên của nó sẽ format được cái output đầu ra cho chúng ta. Được chưa? Ví dụ như cái cơ sở dữ liệu của chúng ta lưu ngày tháng năm nó như này. Nhưng mà output ra để cho người Việt dùng ấy thì sẽ phải output ra như này. Đúng chưa? Thì đây nó là một cái mà chúng ta cần phải tính toán khi mà sử dụng. Rồi tiếp theo nó còn có những cái gì nữa, đúng không? Thì chúng ta ngó thêm giúp tôi. Tức là cái thứ nhất là chúng ta thay đổi định dạng cái ngày tháng năm theo cái format chúng ta tùy chọn, được chưa? Tiếp theo nữa tôi nhớ nó còn có thêm rất nhiều các cái định dạng, các cái thứ khác nhau. Chuyển đổi định dạng ngày tháng theo format này, date validation này, các hàm tương tác với thời gian hiện tại như hàm add, hàm subtract, hàm startup, hàm end up, hàm diff, chênh, hàm tính chênh lệch giữa hai điểm thời gian. Cái này ấy, các bạn có để bao giờ để ý, ví dụ như là vào Facebook đi, không biết là ở đây có đây cái này có nhìn thấy cái 22 giờ trước hay là bao nhiêu phút trước, 11 phút các thứ đều. Đấy, cái đấy hoàn toàn thằng Moment JS này làm được. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn thể sử dụng cái Moment JS rồi. Cái Moment JS này để tính cái chênh lệch thời gian giữa hai cái điểm thời gian để suy ra được là bao nhiêu giây hay bao nhiêu phút hay là bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Được chưa? Thì chúng ta thử ngó qua một cái. Ví dụ như tôi search hàm đi. Đây, ví dụ như chúng ta có này. Và a moment 2008 tháng 9. Được chưa? Chúng ta có va b bằng moment 2007 không, này là cái gì tôi cũng chẳng biết, không là tháng hay năm gì đấy, tháng hay ngày gì đấy không nhớ,
Thì ở đây chúng ta có A đi B tính theo năm thì là 1 năm. Được chưa? Thì chúng ta thử một cái nhá. Thử một phát. Chúng ta có và S1 bằng moment. Đây là hôm nay là bao nhiêu nhỉ? 2020 trừ 03 trừ 15. Được chưa? Và đến 2. Và đến 2 bằng moment, đây là ngày 16. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là console.log ra cái S1.bit đúng không? S2 phải hour đi. Dạ. Được nhá. Đây. Em nhìn thấy không? Dạ. Âm 24 giờ. Đúng không? Âm bởi vì đúng rồi, bởi vì cái ngày thứ hai nó sẽ lớn hơn mà. Ngày thứ hai nó lớn hơn mà, cho nên là chúng ta phải đổi ngược lại. 2 1. Đây như này nó sẽ ra là 24 giờ này. Đúng chưa? Nếu mà chúng ta đổi thành minute. Đây 1444 giờ à 1444 mi và phút. Đúng không? Thì chúng ta để là D đây. Đây thì là một ngày. Đúng chưa? Thì ví dụ như tôi thêm ngày tháng năm vào đây, ví dụ đây tôi để là 10 vẫn là ngày 15. Được chưa? Nhưng mà đây là cách ra đây là 9 giờ 32 phút 14 giây. Đúng không ạ? Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là 992.31.28. Đây là tôi để là second. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là không có second à? 93.28. Deprecate warning value provider is not a recognized ISO format. Sao nhỉ? Giờ phút giây sẽ để như này đúng không? ISO format chờ gì? Để xem lại cái ISO format của cái giờ phút giây đó. JavaScript ISO am ISO format. Chắc là do chúng ta điền sai cái ấy thôi. À đây, rồi viết cái đống này vào. Thêm chữ T vào đây. Đúng nhỉ? Thêm chữ T vào này. Để bà này, lưu thử này. Bất gì có bỏ đâu. Không tính được. Cũng sai. Chấm 000 như nhỉ? Chấm 000 xem. Bảo sao trong Mongo nó lưu kiểu này. Vẫn không được. Ê, phải xem lại rồi. New date to ISO date này. To ISO string. Try. Ơ. Đúng rồi nhỉ. À đây 09. 09. 09. Nào. 46 giây. Lưu ý khi mà chúng ta sử dụng là bao nhiêu giây trước ấy, thì chúng ta phải đúng cái format kiểu dạng như này. Chắc là tôi bỏ cái đúng số 0 thì đi cũng được. Nhưng mà nó sẽ phải là theo kiểu dạng là ISO ISO date format thì nó mới chạy được, đúng không? Đây là 10
là 42 thì nó sẽ là bao nhiêu giây? 74 giây. Được chưa? Chúng ta lưu ý cái này nhá. Đấy, là lấy ra bao nhiêu giây trước hay bao nhiêu phút trước, bao nhiêu ngày trước, bao nhiêu năm trước thì là chúng ta sẽ xử lý bằng cái hàm deep này. Được chưa? Đấy, trong này nó còn có rất nhiều các tính năng khác nữa thì chúng ta có thể xem thêm ở trong cái phần Moment GS Doc này. Và chúng ta có bài tập lab. Bài tập lab 1 tôi không nhớ là nó có cái, nó có cái phần bài về cái Moment GS không? Có thì ạ. Có à? Vâng. Tốt. Nhưng mà lúc đấy chắc là tôi không nghĩ bài khó đâu. Bài số 6 thì. À. Nhưng bài này dễ đúng không? Nhìn cũng tương đối. Tương đối á. Tôi thấy dễ mà. Nhìn được thế. Dễ. Bài Moment GS lúc đấy tôi không nghĩ kỹ cho nên là mà hai bài này khá là dễ, chúng ta cứ thế chủ động làm thôi nha. Ok, cái điểm danh cái đã không biết rồi. Bài nào khó? Bài in ra mấy cái định dạng đấy thầy. Thì đấy có cái gì đâu, tôi thấy dễ mà. Ui, em ngồi cộng vớ vẩn. Lại luật cũ các bạn nha. Không giao thêm đâu. Bọn này sợ bài đấy nhỉ. Câu không thấy bọn ứng dụng nó phải sang lớp bên này để nó học, để nó lấy thêm bài nó làm à. Rồi, Đăng Trung có không? Văn Ánh không à? Hữu Tú, Văn Nam, Bích Thảo, Văn Thành, Trung Hiếu, Thùy, Viết Tú, Tuấn Anh, Trần Thị Yên, Duy Đăng, Việt Hoàng, Vũ Dũng, Ngọc Anh, Anh Tiến, Anh Thái vẫn vắng à? Bà Tú ok này. Duy Hiếu, Vũ Đức Hải ok. Ngọc Quang, Văn Khương, đây Quang này rồi. Hoài Thu vắng à? Trung Nam, Trần Văn Quang, Đinh Văn Thi, Lê Đình Vinh, Lê Bá Quốc. Bá Quốc không ngon à? Biến mất luôn mà. Thuận ok này. Công Tuấn, Bá Hưng, Thanh Lâm, Trọng Toản, Thành Vinh, Tuấn Anh, Quang Đại, Chí Hiệp, Đức Huy, Nguyễn Tiến Tuân có không? Thế Tung, Phạm Minh Hiếu, rồi những bạn sau vắng này, Văn Ánh này, Đỗ Anh Thái này, Hoài Thu, Bá Quốc, Bá Hưng, Trọng Toản, Bá Quốc, rồi nên Trọng Toản, Đức Huy, Tiến Tuân là những bạn vắng. Rồi các bạn về nộp cho tôi bài lab 1 lên nhá. Buổi sau chúng ta sang bài 2. 6 bài nộp 6 link thầy. Trước tối ngày mai hả? 6 cái link đấy vào, hoặc là gom hết vào trong một bài, một link nữa. Đeo cũng được. Đó, nhưng mà nếu mà sử dụng bằng copy, nếu mà sử dụng bằng copy thì phải thành nhiều thư mục đấy ạ. Ừ.